thank you Xin mời kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thì Hoa Kỳ dùng drone tiêu diệt xe chở khủng bố trong thành phố Kabul. Một phi cơ không người lái của Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 8 đã bắn hỏa tiễn tiêu diệt một chiếc xe chở theo máy bay và cũng như là máy tay khủng bố tự sát của ISIS trước khi họ đến phi trường Kabul để tấn công cuộc di tản đang diễn ra theo giới chức của Hoa Kỳ. Hiện chưa có nhiều chi tiết về cuộc tấn công này, cũng như về việc một trái hỏa tiễn rớt vào khu dân cư nằm về phía tây bắc của phi trường, khiến một đứa trẻ thiệt mạng. Phía Taliban lúc đầu coi đây là hai vụ khác nhau, dù rằng các tin tức sơ khởi cho thấy chỉ có một vụ nổ vào hôm Chủ nhật trong thủ đô Kabul. Tư lệnh cảnh sát Kabul là ông Rahis nói là hỏa tiễn rơi vào khu Kuhakura của Kabul. Hình ảnh AP có được cho thấy là khối cao bốc từ tòa nhà cách phi trường chừng một cây số. Hai giới chức quân sự Hoa Kỳ khi nói chuyện với báo chí cho biết cuộc tấn công bằng drone này thành công và trên chiếc xe có tới máy tay khủng bố mang bom tự sát. Đại tá Bill Ubin là phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung bộ Hoa Kỳ gọi cuộc tấn công là hành động tự vệ và ông nói rằng giới hữu trách đang tiếp tục lượng định cuộc tấn công để xem có tổn thất của người dân hay không dù rằng các báo cáo hiện nay là không có thấy điều này. Đại tá Ubin cũng nói, chúng tôi tin tưởng là đánh trúng mục tiêu. Các tiếng nổ phụ lớn từ chiếc xe cho thấy có số lượng lớn chất nổ bên trong xe. Cuộc xả kích bằng drone này xảy ra trong lúc quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị chấm dứt cuộc di tản lịch sử, đưa cả trăm ngàn người ra khỏi phi trường Kabul sau khi vụ nổ bom tự sát do ISIS-K thực hiện ở phi trường Kabul, khiến hơn 180 người chết vào hôm thứ Năm. Phía Taliban đã tăng cường an ninh quanh phi trường và chính phủ của Anh Quốc cũng đã chấm dứt các chuyến bay chi tản vào hôm thứ Bảy. Trong khi đó, thì sức gió bão lốc Ida lên đến 150 dặm trên một giờ trước khi đánh vào Louisiana bảo đốc bão lốc Ida đã nhanh chóng tăng cường độ vào lúc sáng sớm ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 8, trở thành bão cấp 4 rất là nguy hiểm, chỉ ít giờ trước khi đánh vào bờ biển tiểu bang Louisiana. Trong lúc các chế chức điều hành tình trạng khẩn cấp, khu vực này hối hả mở ra các trung tâm tiếp nhận người chia tản để tránh thiên tai dù rằng có nguy cơ tạo thêm lây lan Covid-19. Bão Ida đi ngang qua vùng biển nước ấm của ở phía Bắc Vịnh Mexico đã gia tăng sức gió từ 45 dặm trên 1 giờ lên thành 100 150 dặm trên 1 giờ. Chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, bão dự trù sẽ đổ bộ vào trưa ngày Chủ nhật vào đúng ngày xảy ra trận bão Katrina tàn phá Louisiana và Mississippi 16 năm trước đây. Trung tâm bão quốc gia ở Miami, Florida, tiên đoán rằng bão Ida sẽ tiến vào bờ với sức gió lên đến 155 dặm trên 1 giờ, chỉ dưới sức gió của bão cấp 5 khoảng 1 dặm trên 1 giờ từ trước tới nay chỉ có 5 trận bão cấp 5 đánh vào lục địa Mỹ là Michael vào năm 2018, Andrew năm 1992, Kemo vào năm 1969 và bão lễ lao động vào 1935. Aida đe dọa một khu vực hiện đang gặp tình trạng lây lan Covid-19 trầm trọng vì số người chích người rất thấp và các bệnh viện ở New Orleans quyết định không chia tản bệnh nhân ở lại đương đầu với bão do các bệnh viện khác trong khu vực cũng đang đầy chặt và các địa điểm tạm trú cho người di tản do bão cũng có nguy cơ trở thành nơi giúp truyền bệnh. Bão Ida tăng cường độ nhanh đến nỗi là giới chức New Orleans không kịp chuẩn bị cuộc di tản bắt buộc và toàn diện cho 390.000 người dân nơi này. Và thị trưởng Latoya Cantrell cũng kêu gọi dân chúng hãy tự đi ra tránh bão. Những người quyết định ở lại được khuyến cáo là phải chuẩn bị cho tình trạng mất điện kéo dài trong tình trạng nóng bức. Thống đốc John Bell Edwards của Louisiana vào hôm thứ Bảy nói rằng người dân tiểu bang này có tinh thần kiên trì và khả năng chịu đựng bình bỉ nên sẽ được qua trận bão Ida. Ông cũng nói các nơi tạm trú sẽ chứa ít nhất à, những ít người hơn để giảm bớt tình trạng lây lan COVID-19. Và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì shipper Sài Gòn khốn khổ vì phải ngoáy mũi test Covid-19 mỗi ngày. Báo Thanh Niên vào hôm 29 tháng 8 cho hay là quy định mới buộc lực lượng shipper ở Sài Gòn phải xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày không chỉ khiến doanh nghiệp tốn kém chi phí mà còn làm khó cho người giao hàng. Trước đó, Sở Công Thương ở Sài Gòn đề nghị tăng cường 25.000 shipper vận chuyển hàng hóa an toàn và chỉ cho phép những người đã được chích ít nhất là một liều vaccine từ ngày 13 tháng 8 trở về trước mới được giao à, giao hàng hành động này được cho là để sửa sai cho giải pháp đi chợ dầm và huy động bộ đội công an cán bộ phường hội đoàn nhà nước để giao hàng trong mấy ngày vừa qua theo thời thanh niên chính quyền của địa phương ở sài gòn yêu cầu shipper phải có chế âm tính covid 19 không chấp nhận kết quả test nhanh yêu cầu này được đặt ra trong lúc các bệnh viện trạm y tế hiện đang quá sức chứa vì phải đẩy nhanh xét nghiệm toàn dân trong khi đó thì các cơ sở y tế tư nhân được cấp giấy phép xét nghiệm thì chi phí cho mỗi lần test từ 280.000 đến 350.000 đồng một số hãng như GoCheck có tổng số lượng là 1.000 tài xế mỗi người cứ 2 ngày phải test một lần thì chi phí xét nghiệm sẽ là gánh nặng cho doanh nghiệp Ngoài ra, báo này cũng dẫn ý kiến của bà Thanh Hải, một shipper cho rằng, nghĩ đến cái cây chọc vào mũi thôi là bà đã nổi hết da gà, cứ 3 ngày đi chọc một lần, về sau thì một tuần vẫn còn nhức đến tận đỉnh đầu. Và tuần trước khi mà test về thì bà cảm tưởng đau phát sốt, cũng đúng được lùm xùm giấy đi đường nên nghỉ tạm ở nhà luôn. Trong khi đó, thì những cái biện pháp tăng cường kiểm soát người đi đường của công an diễn ra trong bối cảnh Sài Gòn ghi nhận hơn 210.000 ca ca nhiễm Covid-19 và số ca mới mỗi ngày không hề có dấu hiệu giảm đi sau khi hàng vạn binh sĩ được Bộ Quốc phòng điều vào kiểm soát thành phố. Liên quan đến phần tin khác, thì Việt Kiều về nước sau khi hết cách ly không có xe để về nhà. Báo Vietnamnet vào hôm 29 tháng 8 cho biết một sự việc oái âm là nhiều người gốc Việt phải tốn hàng ngàn Mỹ Kim để về Việt Nam theo các chuyến bay thương mại, bao gồm chi phí cách ly tại khách sạn. Thế nhưng, sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày, họ không có cách nào trở về nhà do các chuyến bay nội địa gần như không có, xe lửa thì cũng không, xe đò lại càng hiếm hoi do hàng loạt tỉnh thành Việt Nam đồng loạt phong tỏa theo chỉ thị 16. Bên cạnh đó, thì một số địa phương còn áp đặt lệnh cách ly tập trung đối với người về các tỉnh

tình thế càng thêm khó khăn do hầu hết các chuyến bay từ ngoại quốc hiện tại không đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài. Trong lúc đa số hành khách trong chuyến bay có nhu cầu về hai thành phố này, báo Net cũng dẫn lời quân độ Trọng Hải là một người bay từ Canada về Việt Nam đã cách ly thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đại lý bán vé máy bay hãng hàng không cho hay à, là khách sạn đều không chịu trách nhiệm về việc đưa người về địa phương, họ chỉ quan tâm về việc cho mọi người à, về đến điểm cách ly xong hết hàng cách ly về nơi cư trú thế nào thì chúng tôi không biết. Đến ngày 3 tháng 9 là chúng tôi hết hạn cách ly và ngày 2 tháng 9 xét nghiệm âm tính được về nhà nhưng chúng tôi chưa biết về Hà Nội bằng cách nào. À, nếu đi bằng xe hơi thì liệu có bị chặn cách tỉnh hay không? Nếu ra Hà Nội thì quá 48 giờ thì chúng tôi lại xét nghiệm PCR lại hay phải cách ly tiếp 14 ngày. Báo Việt Nam Net đã dẫn phản hồi của một chức chức ẩn danh của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa cho hay là những hành khách về Việt Nam trên chuyến bay thương mại thì địa phương không tổ chức đưa về nơi cư trú. Phát ngôn của giới chức được hiểu là hành khách phải tự xoay sở sau khi họ rời khỏi khu cách ly. Liên quan đến phần tin khác, thì nhờ xuống đường kêu cứu cả trăm dân nghèo ở Thủ Đức mới được nhận tiền hỗ trợ. Báo Tuổi trẻ vào hôm 29 tháng 8 đã dẫn lời của giới chức phường Phú Hữu cho biết đã chuyển tiền hỗ trợ tới 111 gia đình trong xóm trọ bên cạnh cầu Ông Bồn với số tiền là một triệu rưỡi cho một hộ. Hành động này diễn ra sau khi một video clip lan truyền trên trang mạng xã hội cho thấy hàng trăm người dân xóm trọ cạnh cầu Ông Bồn kéo ra đường kêu cứu, cứu cho họ không nhận được tiền hỗ trợ trong lúc phong tỏa kéo dài. Theo báo Tuổi trẻ thì ông Trần Hữu Phước. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thủ đức đã đến thăm hỏi, động viên từng người dân trong khu trọ. Tờ báo cũng đã dẫn lời của bà Nguyễn Thị Ngọc quê đồng Tháp ở khu trọ này để làm phụ hồ. Hai tháng nay, hai mẹ con không có việc làm nên không có tiền và tiền để dành cũng đã hết, chỉ mong chủ trọ uh, cho nợ. Khi nào hết dịch thì đi mừng lại thì đã sao. Cũng theo báo tuổi trẻ thì hàng trăm người ở xóm trọ nêu trên xuống đường là vì người ở khu khác đã nhận được tiền hỗ trợ rồi mà khu của mình thì chưa nhận được nên ra phản ứng. Ngoài chuyện trao tiền thì bà Nguyễn Thị Thương Hiệp, bí thư phường Phú Hữu còn hứa hẹn cố gắng giúp thêm cho bà con lạp xưởng cá hộp để cải thiện bữa ăn. Và giới chức phường cũng yêu cầu nhà trọ giảm 50% tiền phòng và không đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trọ đến tháng 9. Hành động của chính quyền phú hữu sau khi video clip lan truyền trên trang mạng được ghi nhận là hiếm hoi bởi cùng thời điểm báo nhân dân bác bỏ một video clip khác cho thấy ít nhất là hàng chục người dân phường 10 quận 8 Sài Gòn tụ tập phản đối chính quyền nhiều ngày không có trợ giúp lương thực thực phẩm trong khi cứ 4 giờ chiều thì chở lương thực đi nơi khác cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với jimmy hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp